Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Cọ Xòe Ô Che Nắng. Mình là Cường, rất vui vì các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Và đây là lần đầu tiên là mình làm vlog, cho nên là chắc chắn sẽ có những sai sót, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Và mình xin giới thiệu các bạn là hôm nay là hành trình của mình là đi tham quan và viếng chùa Hoằng Pháp nằm tại quận Hóc Môn. Và tranh thủ trên đường đi thì mình sẽ giới thiệu về chùa một chút xíu cho tất cả các bạn biết nha. Chùa Hoằng Pháp là một ngôi chùa nằm tại Hóc Môn, cách trung tâm quận Nhất khoảng 20 cây. Để đến với chùa Hoằng Pháp, bạn hãy đi theo đường Nguyễn Văn Trỗi đến Cộng Hòa rồi qua Trường Chinh, tiếp tục đi dọc theo quốc lộ 22 là bạn sẽ thấy ngôi chùa nằm phía bên tay phải của đường đi. Và nếu trường hợp bạn không tìm thấy được chùa thì bạn hỏi người dân ở đó thì ai cũng biết nha. Và bây giờ thì mình đã tới chùa rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, ở dọc hai bên đường đi vào chùa cũng như là trước chùa, mọi người bán đồ lễ phục cũng như là nhang đèn và hoa quả bánh trái để cho các Phật tử có nhu cầu mua sắm cũng như là thỉnh để vào viếng chùa. Và mình cũng xin thông tin thêm cho tất cả các bạn biết là chùa Hoằng Pháp được sáng lập bởi cố Hòa Thượng Ngộ Chân Tử vào năm 1957, và ngôi chùa được xây dựng trên một cánh rừng chòi. Trong thời chiến tranh, chùa Hoằng Pháp luôn đón nhận các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như là các cụ già neo đơn về chăm sóc. Năm 1988, Hòa Thượng Ngộ Chân Tử viên tịch và đệ tử Thích Chân Tín lên làm trụ trì chùa cho tới ngày nay. Và bây giờ thì mình đang đi vào chánh điện, mình đang đi trên các bậc thang cho nên là máy sẽ có hơi rung một chút xíu, mong các bạn thông cảm nha. Và đây là khoảng sân mặt tiền của chánh điện có chiều dài 28m, nơi đây dành để lễ bái và giảng đạo trong những dịp lễ đặc biệt của chùa. Và đến đây thì mình rất thích bởi vì kiến trúc và phong cách thiết kế vẫn mang đậm dấu ấn của người phương Đông và châu Á. Và đây là điểm đặc biệt của chùa này các bạn, những khối đá với những câu thơ rất là hay. Một cảm giác bình yên và xanh mướt trong khuôn viên của chùa. Các bạn đến đây rồi thì chắc chắn sẽ rất là bình yên. Và đây là một cái câu mình rất thích nè các bạn. Đời người ngắn ngủi vô thường, thương nhau không hết, giận buồn làm chi. Và các bạn chịu khó đi hết vòng quanh sân sẽ có nhiều câu rất là hay mà sư trụ trì gửi gắm trên các phiến đá, với mục đích là các vị Phật tử về đây sẽ luôn nhắc nhở chính mình để luôn học được sự vô thường và sự chánh niệm trong nhân gian. Mình đi tham quan vào chúng dịp là chùa đang chuẩn bị cho các ngày lễ lớn, nên các bạn sẽ thấy mọi người đang cùng nhau trang trí lại chùa để đẹp hơn, để đón các chư vị Phật tử về đây tham quan cũng như là viếng lễ của chùa. Và bây giờ thì mình vào tham quan thư viện của chùa. Các bạn thấy đó, thư viện của chùa bán rất đa dạng, phong phú văn phòng phẩm Phật giáo như là vòng đeo tay, chuỗi hạt ngọc nè, kinh sách, tranh và các vật dụng lưu niệm khác. Và bạn cũng có thể thỉnh cho mình một món quà nào đó để gieo duyên lấy lộc từ chùa cũng như là làm quà tặng cho người thân của mình. Và nơi đây cũng có bán các vòng đeo tay, các chuỗi hạt ngọc mà các bạn thỉnh về để đeo lấy may mắn. Tham quan thư viện xong thì mình dạo tản bộ ra phía sau của chùa và mình phát hiện ra một câu này trên phiến đá cũng rất là hay. Xin hãy mỉm cười cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho người thêm vui. Mà phải công nhận rằng là sư trụ trì có những câu rất là hay mà đi vào lòng người, mà khi đọc vào là thấm thía đến từng giây từng phút luôn. Và theo tài liệu thì mình biết được là chùa hiện nay đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Cho đến nay, chùa Hoằng Pháp nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn cũng như là các vùng lân cận đến tham quan và tham gia các khóa tu tập Phật thất, khóa tu mùa hè, khóa tu sinh viên, khóa tu thiếu nhi.
Và đây là bản thông báo về các thông tin của chùa cũng như là các khóa học sẽ được cập nhật tại nơi đây để cho các quý Phật tử có thể cập nhật thông tin và cùng nhau tham gia cùng với chùa. Và mình thì cũng tranh thủ làm vài tấm ảnh để lưu lại kỷ niệm cùng với chùa Hoàng Pháp tại nơi đây. Và các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau. Thương lắm.